học trên siêu trí nhớ học đường .com của thầy Phong, giúp con có bộ não khỏe mạnh và thông minh. Khi mà đi học, các bạn thấy căng thẳng, mệt mỏi, chán nản. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì có những bài lịch sử 2 trang, 3 trang, nó mất đến 15-30 phút, thậm chí có đứa còn hơn mới thuộc được. Có nhiều công thức toán lý hóa nó khó nhớ quá. Có những cái từ vựng tiếng Anh, những cái cấu trúc tiếng Anh hôm nay thuộc, ngày mai quên. Giống như cái việc mà con chúng ta đeo một cái ba lô trên vai nặng trĩu, chúng ta hoàn toàn có khả năng gắm vào cái cặp của con ta những cái bánh xe. Siêu trí nhớ học đường giống như những cái bánh xe. Nó là những cái phương pháp giúp cho con của mình học nhanh, nhớ lâu, để con của mình có thể thuộc bài một cách dễ dàng, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vui chơi.